đoàn văn tổng thống Donald Trump tuyên bố tấn công trừng phạt chính quyền Assad. Cuộc giết hại thường dân bằng vũ khí hóa học của chính phủ Syria đã khiến Mỹ, Anh, Pháp đồng lòng tấn công các lực lượng của tổng thống Bashar Assad vào sáng nay, ngày 14 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có bài phát biểu vào tối ngày 13 tháng 4 theo giờ Mỹ về quyết định trừng phạt này. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump. Hỡi nhân dân Hoa Kỳ, vừa nãy tôi đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang hoa kỳ tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu liên quan đến năng lực vũ khí hóa học của nhà độc tài syria basa assad một hoạt động kết hợp với các lực lượng vũ trang của pháp và vương quốc anh đang được tiến hành chúng tôi xin cảm ơn cả hai quốc gia tối nay tôi muốn nói chuyện với các bạn về lý do tại sao chúng tôi đã thực hiện hành động này một năm trước đây assad đã phát động một cuộc tấn công vũ khí hóa học tàn bạo chống lại những người dân vô tội của mình. Hoa Kỳ đã phản ứng bằng 58 quả tên lửa, phá hủy 20% lực lượng không quân Syria. Thứ bảy tuần trước, chế độ Assad lại triển khai vũ khí hóa học để giết hại những thường dân vô tội. Lần này là tại thị trấn Duma, gần thủ đô Damascus của Syria. Vụ thảm sát này là một sự leo thang đáng kể trong việc sử dụng vũ khí hóa học của chế độ khủng khiếp đó cuộc tấn công xấu xa và liều lĩnh đó đã khiến các bà mẹ trẻ sơ sinh và trẻ em phải chịu đau đớn họ thở thoi thóp để lấy không khí đó không phải là hành động của một con người đó là tội ác của một con quái vật sau những nỗi kinh hoàng của chiến tranh thế giới thứ nhất cách đây một thế kỷ các quốc gia văn minh đã cùng nhau ngăn chặn việc sử dụng chiến tranh hóa học các vũ khí hóa học nguy hiểm vô song không chỉ vì chúng gây ra những đau đớn kinh khủng mà còn vì với một lượng nhỏ cũng có thể dẫn đến sự tàn phá trên diện rộng. Mục đích của các hành động của chúng ta tối nay là thiết lập một sự ngăn chặn mạnh mẽ đối với việc sản xuất, lan truyền và sử dụng vũ khí hóa học. Việc thiết lập sự ngăn chặn này là một lợi ích an ninh quốc gia quan trọng của Hoa Kỳ. Phản ứng chung của Mỹ, Anh, Pháp đối với những hành động tàn ác này sẽ kết hợp tất cả các công cụ quyền lực của quốc gia chúng ta, quân sự, kinh tế và ngoại giao chúng tôi sẵn sàng duy trì phản ứng này cho đến khi chế độ syria ngừng sử dụng các tác nhân hóa học bị cấm tôi cũng có một thông điệp tối nay đối với hai chính phủ phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong việc hỗ trợ trang bị và tài trợ cho chế độ tội phạm assad đối với iran và nga tôi xin hỏi quốc gia nào lại muốn liên minh với một kẻ giết hàng loạt những người vô tội những phụ nữ và trẻ em các quốc gia trên thế giới có thể được đánh giá thông qua những người bạn mà họ có. Không quốc gia nào có thể thành công trong dài hạn bằng cách thúc đẩy các quốc gia gian xảo, các bạo chúa dã man và các nhà độc tài giết người. Năm 2013, Tổng thống Vladimir Putin và chính phủ của ông hứa hẹn với thế giới rằng họ sẽ đảm bảo loại vũ khí hóa học của Syria. Cuộc tấn công gần đây nhất của Assad và phản ứng của ngày hôm nay là kết quả trực tiếp của việc nga không giữ lời hứa đó nga phải quyết định liệu họ sẽ tiếp tục con đường đen tối này hay họ sẽ gia nhập các quốc gia văn minh để làm một lực lượng duy trì ổn định và hòa bình hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ hòa hợp với nga và thậm chí có thể là iran nhưng có lẽ là không có chuyện đó tôi sẽ nói điều này hoa kỳ có rất nhiều thứ để đưa ra với nền kinh tế lớn nhất và mạnh nhất trong lịch sử của thế giới, tại Syria, Hoa Kỳ chỉ cần sử dụng một lực lượng nhỏ để loại bỏ những gì còn sót lại của tổ chức khủng bố IS. Chúng ta đang làm những gì cần thiết để bảo vệ người dân Mỹ. Trong năm qua, gần 100% lãnh thổ một thời bị kiểm soát bởi cái gọi là Vương quốc Hồi giáo IS ở Syria và Iraq đã được giải phóng và loại bỏ các lực lượng khủng bố hoa kỳ cũng đã xây dựng lại tình hữu nghị của chúng ta trên khắp trung đông chúng tôi đã yêu cầu các đối tác của chúng ta phải chịu trách nhiệm lớn hơn về việc bảo đảm cho khu vực của họ bao gồm việc đóng góp một khoản tiền lớn cho các nguồn lực thiết bị và tất cả các nỗ lực chống lại is sự tham gia mạnh mẽ hơn từ những người bạn của chúng tôi bao gồm ả rập xê út các tiểu vương quốc ả rập thống nhất qatar ai cập và các nước khác có thể đảm bảo rằng iran không hưởng lợi từ việc tiêu diệt is sự tham gia mạnh mẽ hơn từ những người bạn của chúng tôi bao gồm ả rập xê út các tiểu vương quốc ả rập thống nhất qatar ai cập và các nước khác có thể đảm bảo rằng iran không hưởng lợi từ việc tiêu diệt is mỹ không có ý định hiện diện vô thời hạn tại syria trong bất kỳ trường hợp nào khi các quốc gia tăng cường đóng góp của họ chúng tôi mong muốn ngày mà chúng tôi có thể đưa các chiến binh của chúng tôi trở về nhà họ là các chiến binh vĩ đại nhìn quanh thế giới đầy rắc rối của chúng ta người mỹ không có ảo tưởng chúng ta không thể tẩy sạch cái ác khỏi thế giới này hay hành động ở mọi nơi có bảo quyền bao nhiêu xương máu hay tiền bạc của mỹ cũng không thể tạo ra hòa bình và an ninh lâu dài ở trung đông đó là một nơi rắc rối chúng tôi sẽ cố gắng làm cho nó tốt hơn nhưng nó là một nơi đầy khó khăn hoa kỳ sẽ là một đối tác và một người bạn nhưng số phận của khu vực đó nằm trong tay chính những người dân của họ trong thế kỷ trước chúng ta đã nhìn thẳng vào những nơi đen tối nhất của tâm hồn con người chúng ta đã nhìn thấy những chuyện đau đớn có thể được giải phóng và cái ác có thể bị ngăn chặn vào cuối thế chiến thứ nhất hơn một triệu người đã bị giết hoặc bị thương vì vũ khí hóa học chúng ta không bao giờ muốn thấy sự trở lại đáng sợ đó vì vậy hôm nay các quốc gia anh pháp và hoa kỳ đã triển khai sức mạnh chiến nghĩa của mình để chống lại sự tàn bạo và dã man đó. Tối nay tôi kêu gọi tất cả người dân Mỹ phải cầu nguyện cho các chiến binh cao cả của chúng ta và các đồng minh của chúng ta khi họ thực hiện nhiệm vụ của mình. Chúng ta cầu nguyện đức sáng thế sẽ mang lại sự an ủi cho những người đau khổ ở Syria. Chúng ta cầu nguyện rằng ngài sẽ dẫn dắt toàn thể khu vực tiến về một tương lai đúng đắn và hòa bình. Và chúng ta xin cầu nguyện rằng. Đức Sáng Thế sẽ tiếp tục canh chừng và ban phước cho Hoa Kỳ. Cảm ơn các toàn văn Tổng thống Donald Trump tuyên bố tấn công trừng phạt chính quyền Assad. Cuộc giết hại thường dân bằng vũ khí hóa học của chính phủ Syria đã khiến Mỹ, Anh, Pháp đồng lòng tấn công các lực lượng của Tổng thống Bashar Assad vào sáng nay, ngày 14 tháng 4, theo giờ Việt Nam. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có bài phát biểu vào tối ngày 13 tháng 4 theo giờ Mỹ về quyết định trừng phạt này. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump. Hỡi nhân dân Hoa Kỳ, vừa nãy tôi đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu liên quan đến năng lực vũ khí hóa học của nhà độc tài Syria Bashar al-Assad, một hoạt động kết hợp với các lực lượng vũ trang của Pháp và Vương quốc Anh đang được tiến hành. Chúng tôi xin cảm ơn cả hai quốc gia. Tối nay, tôi muốn nói chuyện với các bạn về lý do tại sao chúng tôi đã thực hiện hành động này. Một năm trước đây, Assad đã phát động một cuộc tấn công vũ khí hóa học tàn bạo chống lại những người dân vô tội của mình. Hoa Kỳ đã phản ứng bằng 58 quả tên lửa, phá hủy 20% lực lượng không quân Syria. Thứ bảy tuần trước, chế độ Assad lại triển khai vũ khí hóa học để giết hại những thường dân vô tội. Lần này là tại thị trấn Duma, gần thủ đô Damascus của Syria vụ thảm sát này là một sự leo thang đáng kể trong việc sử dụng vũ khí hóa học của chế độ khủng khiếp đó cuộc tấn công xấu xa và liều lĩnh đó đã khiến các bà mẹ trẻ sơ sinh và trẻ em phải chịu đau đớn họ thở thoi thóp để lấy không khí đó không phải là hành động của một con người đó là tội ác của một con quái vật sau những nỗi kinh hoàng của chiến tranh thế giới thứ nhất cách đây một thế kỷ các quốc gia văn minh đã cùng nhau ngăn chặn việc sử dụng chiến tranh hóa học các vũ khí hóa học nguy hiểm vô song không chỉ vì chúng gây ra những đau đớn kinh khủng mà còn vì với một lượng nhỏ cũng có thể dẫn đến sự tàn phá trên diện rộng mục đích của các hành động của chúng ta tối nay là thiết lập một sự ngăn chặn mạnh mẽ đối với việc sản xuất lan truyền và sử dụng vũ khí hóa học việc thiết lập sự ngăn chặn này là một lợi ích an ninh quốc gia quan trọng của hoa kỳ phản ứng chung của mỹ anh pháp đối với những hành động tàn ác này sẽ kết hợp tất cả các công cụ quyền lực của quốc gia chúng ta quân sự kinh tế và ngoại giao chúng tôi sẵn sàng duy trì phản ứng này cho đến khi chế độ syria ngừng sử dụng các tác nhân hóa học bị cấm tôi cũng có một thông điệp tối nay đối với hai chính phủ phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong việc hỗ trợ trang bị và tài trợ cho chế độ tội phạm assad đối với iran và nga tôi xin hỏi quốc gia nào lại muốn liên minh với một kẻ giết hàng loạt những người vô tội, những phụ nữ và trẻ em. Các quốc gia trên thế giới có thể được đánh giá thông qua những người bạn mà họ có. Không quốc gia nào có thể thành công trong dài hạn bằng cách thúc đẩy các quốc gia gian xảo, các bạo chúa dã man và các nhà độc tài giết người. Năm 2013, Tổng thống Vladimir Putin và chính phủ của ông hứa hẹn với thế giới rằng họ sẽ đảm bảo loại vũ khí hóa học của Syria cuộc tấn công gần đây nhất của assad và phản ứng của ngày hôm nay là kết quả trực tiếp của việc nga không giữ lời hứa đó nga phải quyết định liệu họ sẽ tiếp tục con đường đen tối này hay họ sẽ gia nhập các quốc gia văn minh để làm một lực lượng duy trì ổn định và hòa bình hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ hòa hợp với nga và thậm chí có thể là iran nhưng có lẽ là không có chuyện đó tôi sẽ nói điều này Hoa Kỳ có rất nhiều thứ để đưa ra với nền kinh tế lớn nhất và mạnh nhất trong lịch sử của thế giới. Tại Syria, Hoa Kỳ chỉ cần sử dụng một lực lượng nhỏ để loại bỏ những gì còn sót lại của tổ chức khủng bố IS. Chúng ta đang làm những gì cần thiết để bảo vệ người dân Mỹ. Trong năm qua, gần 100% lãnh thổ một thời bị kiểm soát bởi cái gọi là Vương quốc Hồi giáo IS ở Syria và Iraq đã được giải phóng và loại bỏ các lực lượng khủng bố hoa kỳ cũng đã xây dựng lại tình hữu nghị của chúng ta trên khắp trung đông chúng tôi đã yêu cầu các đối tác của chúng ta phải chịu trách nhiệm lớn hơn về việc bảo đảm cho khu vực của họ bao gồm việc đóng góp một khoản tiền lớn cho các nguồn lực thiết bị và tất cả các nỗ lực chống lại is sự tham gia mạnh mẽ hơn từ những người bạn của chúng tôi bao gồm ả rập xê út các tiểu vương quốc ả rập thống nhất qatar ai cập và các nước khác có thể đảm bảo rằng iran không hưởng lợi từ việc tiêu diệt is sự tham gia mạnh mẽ hơn từ những người bạn của chúng tôi bao gồm ả rập xê út các tiểu vương quốc ả rập thống nhất qatar ai cập và các nước khác có thể đảm bảo rằng iran không hưởng lợi từ việc tiêu diệt is mỹ không có ý định hiện diện vô thời hạn tại syria trong bất kỳ trường hợp nào khi các quốc gia tăng cường đóng góp của họ chúng tôi mong muốn ngày mà chúng tôi có thể đưa các chiến binh của chúng tôi trở về nhà họ là các chiến binh vĩ đại nhìn quanh thế giới đầy rắc rối của chúng ta người mỹ không có ảo tưởng chúng ta không thể tẩy sạch cái ác khỏi thế giới này hay hành động ở mọi nơi có bạo quyền bao nhiêu xương máu hay tiền bạc của mỹ cũng không thể tạo ra hòa bình và an ninh lâu dài ở trung đông đó là một nơi rắc rối chúng tôi sẽ cố gắng làm cho nó tốt hơn nhưng nó là một nơi đầy khó khăn. Hoa kỳ sẽ là một đối tác và một người bạn, nhưng số phận của khu vực đó nằm trong tay chính những người dân của họ. Trong thế kỷ trước, chúng ta đã nhìn thẳng vào những nơi đen tối nhất của tâm hồn con người. Chúng ta đã nhìn thấy những chuyện đau đớn có thể được giải phóng và cái ác có thể bị ngăn chặn. Và cuối Thế chiến thứ nhất, hơn một triệu người đã bị giết hoặc bị thương vì vũ khí hóa học. Chúng ta không bao giờ muốn thấy sự trở lại đáng sợ đó vì vậy hôm nay các quốc gia anh pháp và hoa kỳ đã triển khai sức mạnh chiến nghĩa của mình để chống lại sự tàn bạo và dã man đó tối nay tôi kêu gọi tất cả người dân mỹ phải cầu nguyện cho các chiến binh cao cả của chúng ta và các đồng minh của chúng ta khi họ thực hiện nhiệm vụ của mình chúng ta cầu nguyện đức sáng thế sẽ mang lại sự an ủi cho những người đau khổ ở syria chúng ta cầu nguyện rằng ngài sẽ dẫn dắt toàn thể khu vực tiến về một tương lai đúng đắn và hòa bình và chúng ta xin cầu nguyện rằng đức sáng thế sẽ tiếp tục canh chừng và ban phước cho hoa kỳ cảm ơn các bạn và chúc ngủ ngon cảm ơn các bạn